Một, kiến thức. Trẻ biết sử dụng các cử động của bàn tay, ngón tay để gắp sợi. Trẻ biết cách chơi, hiểu luật chơi của trò chơi. Hai, kỹ năng. Rèn luyện sự cử động của bàn tay, ngón tay cho trẻ. Rèn sự cẩn thận, khéo léo, kiên trì cho trẻ thông qua trò chơi. 3. Thái độ, trẻ hứng thú với các trò chơi lành mạnh bổ ích. Cô chào tất cả các con. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Hoàng Thị Thu Hương, giáo viên trường mầm non An Toàn. Hôm nay cô rất vui được gặp lại các con qua màn ảnh nhỏ. Cô có một điều bất ngờ muốn dành cho chúng mình đấy. Chúng mình cùng nhắm mắt lại nào. 1, 2, 3, mở. Các con ơi, cô Hương có gì đây? Với sỏ, mẹt, các viên sỏi thì chúng mình có thể chơi trò chơi gì? Với những đồ dùng này, chúng mình có thể chơi trò chơi bắt cua bỏ giỏ đấy các con ạ. Vậy ngoài những đồ dùng này ra thì chúng mình có thể chơi trò chơi gắp cua bỏ giỏ bằng những đồ dùng nào khác? Ở nhà chúng mình nếu không có giỏ, các con có thể sử dụng rổ nhựa, hộp nhựa để chơi. Nếu không có mẹt thì chúng mình hãy vẽ lên sàn nhà. Nếu không có sỏi, các con có thể chơi bằng các loại hộp hạt như hạt nhãn, hạt gấc, hạt mít hay lát chai. Nhìn các con nhớ này. Khi chơi với các loại hột hạt thì chúng mình không được nhét vào tai, vào mũi hay bỏ vào miệng vì như thế sẽ rất nguy hiểm đấy các con ạ. Bây giờ chúng mình chú ý xem cô Hương hướng dẫn cách chơi nhé. Cô sẽ biến đôi bàn tay của mình thành một chú cua đáng yêu nhé. Cô áp sát hai lòng bàn tay, các ngón tay cô đan xen vào nhau. Hai ngón tay trỏ cô duỗi thẳng. Các con nhìn xem, nó giống bộ phận gì của con cua đây? À, nó giống càng cua đấy các con ạ. Lòng bàn tay cô để rỗng, để đựng sỏi. Bây giờ cô sẽ khéo léo này, dùng càng cua gắp từng viên sỏi bỏ vào bụng cua. Con phải thật cẩn thận này, không được để càng cua chạm vào viên sỏi khác hay làm rơi sỏi. Nếu không, chúng mình sẽ phải dừng lượt chơi đấy. Khi bụng cua đã đầy này, chúng mình bỏ vào giỏ. Rồi chúng mình chơi tiếp. Cứ như thế, trò chơi kết thúc khi trên mẹt đã hết sỏi hay những người chơi đều phạm luật chơi. Các con đã hiểu cách chơi chưa nào? Bây giờ cô sẽ mời một bạn tham gia chơi cùng với cô nhé. Các con ơi, đây là bạn Hà Linh đấy. Con chào cô, chào các bạn. Hà Linh ơi, con đã biết cách chơi trò chơi gắp cua bỏ giỏ chưa? Dạ cô rồi. À, vậy bạn Hà Linh sẽ tham gia trò chơi cùng với cô Hương nhé. Đây là giỏ của Hà Linh này, còn đây là giỏ của cô Hương. Cô sẽ giải sỏi lên mẹt. Con đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Trò chơi bắt đầu. Chúng mình hãy cổ vũ cho cô và bạn Hà Linh nhé. Các con ơi, cô Hương vừa phạm luật gì đây? À, cô Hương đã vừa làm rơi sỏi rồi. Vậy bây giờ chỉ có mỗi một mình bạn Hà Linh chơi thôi. Chúng mình cổ vũ cho Hà Linh nhé. À, vậy là Hà Linh cũng đã làm rơi sỏi rồi. Trò chơi của chúng ta kết thúc tại đây. Bây giờ cô con mình sẽ cùng kiểm tra kết quả nào. Chúng mình kiểm tra kết quả của cô Hương trước nhé. Chúng mình đến giúp cô nào. 1 2 3 4 4 viên sỏi là kết quả của cô Hương. Chúng mình kiểm tra kết quả của Hà Linh nào. 1 2 3 4 À, Hà Linh cũng giành được 4 viên sỏi đấy.
Vậy cô số sỏi của cô Hương và của Hà Linh thế nào con? Vậy chúng mình dành một tràng pháo tay cho cô và bạn Hà Linh nào. Các con ơi, với trò chơi gắp cua bỏ giỏ, ở nhà chúng mình có thể chơi cùng ông bà, bố mẹ, các anh chị em trong gia đình. Nhưng các con nhớ, khi chơi xong chúng mình phải thu cất đồ dùng để đúng nơi quy định và rửa tay bằng xà phòng theo những bước mà cô Hương đã dạy nhé. Cô chúc các con có những ngày nghỉ ở nhà vui vẻ, an toàn. Tạm biệt các con. Tạm biệt các bạn.